tục diễn biến đang dang dở ở tập trước, các cường giả đã tập hợp tại Tiêu Môn. Tiêu Viêm và mọi người nhanh chóng có mặt hội họp. Hắn bước ra cảm ơn bà thế lực Tây Hắc Giác Vực đã đến đúng hẹn để giúp đỡ, đồng thời cũng mong bọn họ hãy dốc toàn lực. Bọn họ nghe vậy cũng nhất trí, bây giờ là người cùng thuyền rồi, đương nhiên sẽ không làm chuyện ngu ngốc. Thảo luận xong xuôi mọi chuyện, Tiêu Lệ lập tức ra hiệu là các chiến thuyền đi tới. Nghe theo hiệu lệnh, mọi người nhanh chóng tiến lên chiếc thuyền, sau đó bắt đầu khởi hành tiến về Giả Mã Đế Quốc. Lúc này tại Vân Lam Tông, Vân Vận rời chẳng còn quyền thế gì nữa, thậm chí còn bị tước mất vị trí tổng chủ. Nàng ta đang ngồi buồn bã tại cấm điện, Vân Sơn tiến vào nhắc nhở. Chẳng lẽ nàng lại vì một tên tiểu tử Tiêu gia mà quên đi ơn vương chồng sao? Vân Vân làm sao có thể quên được, chỉ là nàng cảm thấy một Tiêu gia nho nhỏ như vậy, Vân Sơn cần gì phải đuổi tận giết tuyệt. Đây chính là hoàn toàn với Tiêu Viêm không chết không thôi. Vân Sơn tỏ vẻ không hề ngán Tiêu Viêm chút nào, hơn nữa 3 năm nay lão không hề dò thám được chút tin tức gì của Tiêu Viêm, vậy nhưng lão lại biết tàn đảng của Tiêu gia đang được gia tộc Mễ Đặc Nhĩ che chở. Cho nên lần này, lão muốn tiêu diệt toàn bộ Mễ Đặc Nhĩ, cho bọn họ biến mất khỏi Giả Mã Đế Quốc. Vân Vận nghe được điều này liền hoảng hốt vội khuyên ngăn, làm như vậy sẽ khiến thế lực khác bất mãn. Chẳng lẽ ông không sợ Vân Lam Tông trở thành mục tiêu bị công kích? Nàng đâu biết rằng Vân Sơn đã tạo ra được một đội quân đấu hoàng, cho nên rất lo lắng. Còn cho rằng những thế lực khác làm gì có gan tới vậy, nếu bọn họ dám dục dịch thì cũng tốt, lão vừa hay làm một trận thanh tẩy. Vân Vận tiếp tục khuyên ngăn, cứ chấp mê bất ngộ như vậy, Vân Lam Tông sớm muộn cũng sẽ bị hủy hoại trong tay lão mà thôi. Lời này làm cho Vân Sơn tức giận, cho rằng nàng giờ đây dám nói chuyện với mình kiểu đó. Ông cũng tự tin cho biết Vân Lam Tông sẽ không bị hủy hoại, ngược lại còn đưa nó đến đỉnh cao mà chưa từng có tông chủ nào trước kia đạt tới. Đồng thời muốn nàng quên Tiêu Viêm đi, cho dù tiểu tử đó còn sống thì lão cũng không cho phép giữa hai người xảy ra mối quan hệ nào. Tại Mễ Đặc Nhĩ gia tộc, Nhã Phi đang vô cùng trầm tư căng thẳng. Bởi vì nàng mới nhận được tin tức, Vân Lam Tông đã có dị động, hình như đã phát hiện Mễ Đặc Nhĩ đang che chở tộc nhân Tiêu gia. Hành động của Vân Lam Tông cực kỳ bí ẩn nên chưa thể chắc chắn được. Vậy nhưng theo nàng suy đoán thì rất có khả năng sẽ hành động. Bọn họ đều biết Vân Lam Tông là thế lực mạnh nhất Giả Mã Đế Quốc. Nếu thực sự ra tay với Mễ Đặc Nhĩ mà các thế lực khác lại lựa chọn ngồi yên thì sẽ lâm vào tình trạng đơn độc. Hai Ba Đồng yêu cầu tăng cường canh chừng nghiêm ngặt, chuẩn bị tốt ứng chiến. Cũng mong mọi người trong Tiêu gia từ nay hạn chế ra ngoài, đề phòng xảy ra bất chắc. Thời gian một tháng cứ như vậy trôi qua, Tiêu Viêm đều tranh thủ thời gian dung hợp 3 loại dị hỏa. Theo tiến độ hiện tại thì tầm một tháng nữa thì có thể đi tới Giả Mã Đế Quốc rồi. Trên đường đi hoàn toàn thuận lợi, không hề kinh động đến các thế lực xung quanh nên không gặp bất cứ phiền phức nào. Tiêu Viêm cũng cảm thấy kỳ lạ, bởi vì tự nhiên bình thường sẽ đến quấy giày, vậy nhưng bây giờ không thấy động tĩnh gì. Hóa ra là cô bé cảm thấy ở trên thuyền nhàm chán quá nên đã kéo Mỹ Đốt Toa bay đi trước. Thời gian này hai người họ cũng hay ra ngoài cùng nhau chơi, tình cảm rất tốt. Lúc này Tử Nghiên và Mỹ Đốt Toa đang ở trong một khu rừng nào đó. Tử Nghiên phát hiện ra bảo vật bên trong một hang động, mà chủ nhân của hang động lại là tông chủ của một phường thế lực, thực lực đạt tới đấu tông. Vậy nhưng mà cái tên tham lam kia thích nhất là tới các nơi cướp bóc và vừa vét dược liệu tuyệt phẩm. Hắn cũng sợ người khác nhắm vào bảo vật của mình, cho nên đã giấu chúng đến nơi hoang dã này, cho rằng không ai phát hiện. Không ngờ Tử Nghiên đã đoán được, cô bé vô cùng hãnh diện vì năng lực của mình. Rồi chỉ cần lấy đi chút dược liệu trong đó thì có thể để cho Tiêu Viêm luyện chút đan dược rồi. Chỉ là trước cửa lại có ma thú cấp 6 bảo vệ, có chút khó giải quyết nên hướng ánh mắt về phía Mỹ Đô Toa. Mỹ Đô Toa cảm thấy giải quyết không khó, vậy nhưng đánh nhau sẽ gây ra động tĩnh quá lớn, dẫn tới phiền phức không cần thiết. Tử Nghiên vội nghĩ ra cách đối phó, cô bé nhanh chóng đi ra ngoài, tiến tới trước mặt con ma thú trêu đùa nó. Bộ dạng con ma thú lúc nằm ngủ chỉ hơi to con một chút, vậy nhưng sau khi đứng dậy thì thân hình nó lại vô cùng khổng lồ. Cô bé trực tiếp tấn công vào người con ma thú khiến nó phẫn nộ. Sau đó khiêu khích và quay xe bỏ chạy. Hóa ra ý định của Tử Nghiên là kế dương đông kích tây, con ma thú đã bị lừa, nó nhanh chóng truy đuổi cô bé. Mỹ Đô Toa nhân lúc vườn không nhà trống xuất hiện trước cửa hang động. Lối vào được bố trí một trận pháp không gian, nhưng vẫn không thể làm khó được Mỹ Đô Toa. Sau một lúc, nàng ta cũng phá vỡ được trận pháp bảo vệ. Trong lúc này, Tử Nghiên vẫn đang giáo giết bỏ chạy. Điều làm cho tên kia phẫn nộ là cô bé vừa chạy vừa tranh thủ trêu đùa. Tên kia phẫn nộ vô cùng, hắn vừa truy đuổi vừa tung chiêu tấn công. Tử Nghiên nhanh nhẹn né tránh, một màn mèo vờn chuột kịch tính được diễn ra. Với thân hình nhanh nhẹn, cô bé nhanh chóng lừa được tên kia đâm đầu vào gốc cây. Hành động này làm cho ma thú triệt để bị phẫn nộ. Nó há miệng tung ra chiêu thức dồn cho cô bé vào thế khó.
Sau một hồi bỏ chạy thì cô bé cũng bị đấu khí của nó chặn đường lại. Thế là hết đường thoát. Không còn cách nào khác, Tử Nghiên đành phải lên tiếng kêu gọi sự giúp đỡ của Mỹ Đô Toa, giải cứu cho Tử Nghiên và đánh cho tên kia sấp mặt. Mỹ Đô Toa tỏ vẻ thông cảm cho hắn vì cả hai đều là ma thú. Nếu thức thời thì mau cút đi. Có lẽ tên kia cũng e ngại vì thực lực của nàng. Vậy nhưng, Mỹ Đô Toa lại trực tiếp đưa chiếc nhẫn chữ vật cho Tử Nghiên. Cô bé thích thú giơ lên xem, thế là bị tên kia nhận ra chiếc nhẫn chữ vật trên tay là của chủ nhân mình và biết mình đã trúng kế điệu hồ ly sơn. Chủ nhân khẳng định sẽ không tha cho hắn. Hắn vô cùng lo lắng, đánh thì không đánh lại, đầu đầu cũng là con đường chết. Hắn chọn cách lấy công chuộc tội nên lao lên tấn công nhằm tranh đoạt lại chiếc nhẫn. Vậy nhưng còn chưa kịp làm gì thì đã bị Mỹ Đô Toa đánh cho một chưởng nằm sấp mặt, đồng thời giải thoát xiềng xích đang trói buộc. Hắn ta vui mừng, cảm giác không bị trói buộc vô cùng sảng khoái. Tên kia tiến lại cảm ơn Mỹ Đô Toa. Bạn ấy hành động như vậy cũng vì đang bị khống chế, giờ đã được giải thoát rồi nên hắn chẳng lo sợ và chẳng cần phải bán mạng cho lão ta nữa. Hắn nhanh chóng rời đi, trên miệng cũng không quên hò hét vui sướng. Tử Nghiên và Mỹ Đô Toa quay lại chiến thuyền. Tiêu Viêm cũng phát hiện ra mùi dược liệu nồng nặc trên người Tử Nghiên. Đúng là chiếc mũi còn nhạy hơn ma thú. Cô bé lấy ra 4 hộp linh thảo. Ngoài trừ luyện dược cho Mỹ Đô Toa thì những cái khác phải luyện thêm cho nàng chút kẹo thuốc, không thể nuốt trọn được. Tiêu Viêm cũng bất ngờ vì những thứ trong hộp đều là bảo bối quý giá. Vậy nhưng sau khi biết những bảo vật này đến từ việc lấy trộm bảo vật của một tông môn thì Tiêu Viêm lại tức giận, thậm chí trách móc Mỹ Đô Toa vì đã dẫn cô bé đi ăn trộm. Việc này có thể dẫn tới phiền phức không cần thiết. Mỹ Đô Toa cứng rắn đáp trả, nếu có vấn đề thì nàng sẽ tự giải quyết. Tiêu Viêm không thể phản bác mà chỉ nhắc nhở hai người sau này không được sự cho phép của hắn thì không được rời đi. Hành động này khiến cho Mỹ Đô Toa cũng tức giận quay người đi chỗ khác. Đến đây thì tập phim đã hết rồi. Cảm ơn các bạn đã bỏ thời gian quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong các video tiếp theo.